Kênh Zvezda TV của Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tập kích sở chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không 302 của quân đội Ukraine ở tỉnh Kharkov, đồng thời xóa sổ kho chứa đạn dược của quân đội Ukraine, khiến ít nhất 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Theo đoạn video do hãng thông tấn Izvestia công bố cho thấy, một khu phức hợp quân sự của Ukraine bị máy bay không người lái UAV của Nga theo dõi liên tục. Ít giây sau, tên lửa Iskander đánh trúng khu vực, gây hai vụ nổ lớn cùng cột khói cao và nhiều mảnh văng bắn ra xung quanh. Một số kênh theo dõi chiến sự Ukraine thông tin rằng mục tiêu bị tấn công nằm gần khu định cư Staraya Vodolaga phía tây nam thành phố Kharkov, cách biên giới Nga khoảng 60 km. Đây được cho là nơi Ukraine bố trí các hệ thống tên lửa Patriot từng bắn rơi vận tải cơ IL-76 của Nga hồi tháng 2 năm 2024. Sáng 17 tháng 5, kênh Trianovosti dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tiến hành thêm một đợt tấn công bằng Iskander vào điểm tập trung thiết bị nước ngoài của quân đội Ukraine, nhưng không nêu thêm thông tin chi tiết về vị trí và thiệt hại của đối phương. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 5 cho biết lực lượng nước này đã chặn hơn 100 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm ở khu vực phía nam trên bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen. Cụ thể, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, 51 máy bay không người lái đã bị phá hủy ở Crimea, 44 UAV bị hạ ở khu vực Krasnodar, 6 chiếc ở vực Belgorod, 6 chiếc ở Biển Đen và 1 chiếc ở Kursk. Trong khi đó, Newsweek đưa tin, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu duy nhất của Nga trên bờ Biển Đen vào sáng sớm 17 tháng 5. Vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Rosneft ở thị trấn Tupse phía nam nước Nga đã được chính quyền địa phương xác nhận. Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở lọc dầu và lực lượng khẩn cấp đã được huy động để dập tắt ngọn lửa. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong nào xảy ra. Đây là một trong những cuộc tấn công trong đêm lớn nhất bằng máy bay không người lái của Ukraine, diễn ra khi lực lượng Nga đang liên tiếp tiến công tiến dọc chiến tuyến và giành được diện tích lãnh thổ lớn nhất trong 18 tháng. Tiểu đoàn Azov của Ukraine vừa công bố đoạn video dài 30 phút ghi lại cảnh giao tranh với lực lượng Nga trong rừng Serebryanka, Bakhmut, Donetsk. Trong phần mô tả đoạn video trên YouTube, tiểu đoàn Azov cho biết đây là hình ảnh những cuộc giao tranh trong rừng, bắt đầu từ việc kiểm tra và chuẩn bị đội hình, huấn luyện pháo binh và tiến hành chiến dịch, nỗ lực giải cứu đồng đội, đưa ra những quyết định khó khăn và tiến lên bất chấp hỏa lực dày đặc của đối phương. Theo đơn vị này, khu vực rừng rậm vốn là một khu rất phức tạp của chiến trường. Sự thành công của chiến dịch phụ thuộc vào quyết định của người chỉ huy và sự quyết tâm của các chiến sĩ. Hiện quân đội Nga chưa bình luận về đoạn video này. Thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga cho biết, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào khu vực này đã khiến hai người thiệt mạng. Trong một thông điệp đăng tải ngày 17 tháng 5 trên kênh Telegram, thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, một UAV đã bắn trúng một xe hơi đang di chuyển trên đường ở làng Otyabrsky thuộc vùng biên giới phía nam Nga, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Ông Gladkov cũng đưa tin, cậu con trai nhỏ của người phụ nữ xấu số đã qua đời sau đó tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Chồng cô, người cầm lái lúc đó cũng bị thương nhưng may mắn sống sót. Theo đài BBC cho biết, Ukraine biết Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mùa hè, nhưng không biết nó sẽ bắt đầu khi nào. Điều này trở nên rõ ràng hơn vào ngày 10 tháng 5 khi quân Nga tiến vào khu vực biên giới phía bắc của Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Bằng cách tiến vào Volchansk, chỉ 5 km bên trong Ukraine và kiểm soát các khu vực lớn của Kharkov, các lực lượng Nga có thể đang cố gắng tạo nên một vùng đệm để đẩy lùi các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã từng đề cập tới việc thiết lập một khu vực phi quân sự, vùng đệm nào đó để bảo vệ vùng Belgorod khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái và tên lửa. Belgorod đã chứng tỏ là một nơi dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công xuyên biên giới của các lực lượng ở Ukraine. Chứng kiến tuyến phòng thủ khá yếu của Ukraine, Nga cũng có thể đang lên kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động về hướng thành phố Sumy phía tây bắc Ukraine. Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov khẳng định, các nhóm nhỏ quân Nga đang chờ đợi ở đây, sẵn sàng hành động. Ông Sergei Shoigu, lãnh đạo mới của Hội đồng An ninh Nga cho biết, quân Nga đang tiến lên ở mọi hướng. Điều này có thể liên quan tới việc các lực lượng Nga sẽ tiến sâu hơn vào Ukraine hoặc buộc Kiev phải chuyển quân khỏi chiến tuyến khốc liệt ở phía đông Donbass. Với dân số trước xung đột là 1,4 triệu người, Kharkov hiện có tầm quan trọng kinh tế, chỉ đứng sau Kiev và Donetsk. Theo nhà phân tích quân sự Nga Anatoly Matvichuk nhận định, nếu Nga kiểm soát được Kharkov thì đó sẽ là một bước ngoặt trong cuộc xung đột và ảnh hưởng nặng nề tới tiềm năng công nghiệp của Ukraine. Trong báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Stoltz cho biết, cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã tạo cơ hội cho nạn tham nhũng tràn lan ở Kiev.
Trong báo cáo, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Stoke nhấn mạnh, tham nhũng đang tồn tại ở Ukraine. Hoạt động hối lộ, lại quả, chi phí mua sắm tăng cao là những rủi ro phổ biến, dẫn đến tham nhũng cũng như mua những thiết bị kém chất lượng. Truyền thông Ukraine dẫn nguồn đưa tin, chính quyền vùng Kharkov đã biển thủ 176,5 triệu đô la Mỹ được cấp để xây dựng công sự dọc biên giới. Việc thiếu năng lực phòng thủ khiến quân đội Nga giành quyền kiểm soát nhiều khu vực trong thời gian ngắn. Báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine NABU đã điều tra một số quan chức cấp cao trong chính phủ và cơ quan tư pháp Ukraine bị cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ.